Xin chào mọi người, hôm nay em và anh sẽ giới thiệu với mọi người một cái căn nhà diện tích là 37m², vị trí tổ 5, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với giá chào bán 1.950.000.000 đồng. Thiết kế và xây dựng là 3 tầng 1 tum, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi, 1 phòng bếp và 1 phòng khách. Vị trí rất là đẹp, rất là thuận lợi, dân sinh cũng như là về những cái tiện ích xung quanh nha mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay em anh sẽ quay gửi tới quý khách hàng một cái vị trí video rất là đẹp ở gần bến xe Yên Nghĩa mọi người nha. Từ vị trí căn nhà này mà cách bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 800m, cụ thể là thuộc tổ 5, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với những thông số nhà như sau. Mặt tiền của ngôi nhà là 4m7, diện tích là 37m², xây dựng và thiết kế là 3 tầng 1 tum, giá chào bán 1.950.000.000 đồng. Về phần pháp lý đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu, giấy phép xây dựng đầy đủ hết rồi mọi người nha. Hiện tại em đang đứng phía trước mặt tiền của ngôi nhà và mọi người có thể nhìn thấy mặt tiền của ngôi nhà rất là rộng, cửa chính của ngôi nhà đã được thiết kế là cửa gỗ lim. Xin mời mọi người sẽ theo em vào phần bên trong của căn nhà, phòng khách, xem căn nhà này với cái diện tích 37m, 3 tầng 1 tum và cái giá chào bán như thế có hợp lý hay không nhé. Xin mời mọi người. Đây chính là bên trong khu phòng khách của ngôi nhà mọi người nha. Với cái căn nhà này hoàn thiện cũng gần như là xong hết rồi, mọi người chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Tuy nhiên thì chủ đầu tư có để một chút đồ đạc còn lại, nó hơi bừa bộn một chút ấy. Thì sau này chắc khoảng tầm 1 tuần nữa mọi người là chủ đầu tư sẽ dọn cho mình. Đây chính là phần phòng khách của ngôi nhà. Mọi người có thể nhìn thấy trần thạch cao cũng như là đèn led chiếu sáng, hệ thống gạch lát nền, thiết bị vệ sinh đều đã được hoàn thiện xong 100% cả rồi. Gạch lát nền của ngôi nhà kích thước 60-60, vân đá, trần thạch cao cũng như hệ thống đèn led tiết kiệm điện. Trần thạch cao thì thiết kế theo kiểu giật cấp. Với cái mặt tiền của ngôi nhà 4m7 thì rất là rộng, ngõ trước nhà là 2m rưỡi, cách trục đường ô tô đi lại khoảng tầm 200m mọi người nha. Và từ vị trí của căn nhà rất là gần với lại trường tiểu học Lê Trọng Tấn, cũng như là cách bến xe Nghĩa rất là gần 800m, chợ dân sinh, những cái tiện ích xung quanh thì rất là đầy đủ. Mà mọi người theo em vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà. Với cái căn phòng bếp thiết kế cũng rất là rộng. Đấy, toàn bộ tủ bếp là tủ gỗ và được sơn màu trắng mọi người nha. Mặt bếp là ốp đá đen, cũng như là xung quanh cái khu vực bếp là ốp kính cường lực, kính ốp bếp rất là đẹp. Phụ kiện bếp cũng được hoàn thiện đầy đủ về
vòi chậu cũng như là chậu rửa bát với chất liệu inox 304 với cái tông màu bếp màu trắng và màu nâu rất là đẹp, cộng với lại cái kính ốp bếp màu vàng chanh rất là nổi bật cho cái toàn bộ cái căn phòng bếp, gian phòng bếp lên ấy mọi người. Ở phía trong gian phòng bếp này có một cái cửa sổ hướng ra cái phía đằng sau này để lấy thoáng vào trong cái gian phòng bếp này mọi người này. Khi mà nấu nướng các thứ là rất là thoáng. Phía tầng 1 của ngôi nhà có thiết kế gồm một nhà vệ sinh. Đây ạ. Nhà vệ sinh của ngôi nhà thì đầy đủ về bồn cầu, thiết bị cũng như là vòi xịt và có đầy đủ hệ thống máy bơm lên trên toàn bộ hệ thống của ngôi nhà. Phía chân cầu thang của ngôi nhà này, chủ của nhà có để một cái tủ nhỏ nhỏ đấy mọi người này, thiết kế để đồ đạc vào rất là gọn. Đó. Nhà này thực sự luôn là nó cũng chưa được hoàn hảo 100% bởi vì là còn khá là bừa bộn ấy. Nên là mong quý khách hàng đang xem video này thì thông cảm giúp em. Mà mời theo em lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà với thiết kế tầng 2 như sau, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là gỗ và chất liệu là inox mọi người nhé. Mặt bậc cổ bậc được lát đá đen trắng. Phía tầng 2 của ngôi nhà mọi người có thể nhìn thấy đây, cũng có cửa sổ ở phía cầu thang để lấy thoáng vào trong cái khu vực cầu thang và mùa hè mở ra rất là mát mọi người nha. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế 2 phòng ngủ, mời mọi người theo em vào phía căn phòng ngủ thứ nhất. Đây, với căn phòng ngủ này diện tích nó khoảng tầm 9 đến 10 mét mọi người ạ. Và có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, cũng như là ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao, đèn LED, tiết kiệm điện cũng được lắp đầy đủ trong cái căn phòng này. Gạch lát nền cũng như là cái tông màu sơn của ngôi nhà là tông màu trắng. Cửa thông phòng đây là cửa gỗ lim mọi người nhá. Đây, rất là chắc chắn. Căn phòng ngủ thứ tiếp theo hướng ra phía bên ngoài. Căn nhà này là căn hướng đông bắc cũng rất là mát mọi người nha. Và căn phòng ngủ này rất là thoáng, diện tích thì rộng hơn cái căn bên kia một chút. Diện tích của cái căn phòng ngủ này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 13 mét. Hệ thống cửa đây ạ. Nói chung thiết kế thì cũng xem như nhau vì với những cái chất liệu. Ở cửa sổ thay thì được thiết kế là hai lớp. Lớp ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là sắt sơn tĩnh điện mọi người nha. Đó. Phía tầng 2 có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của tầng 2 đây. Đó. Tầng 2 ở trong nhà vệ sinh thì là chủ nhà ốp gạch 3060 lên tới tận trần, có quạt hút mùi cũng như là ống chờ bình nóng lạnh, hệ thống sen cây tắm, bồn cầu liền khối và lavabo, gương tắm, đầy đủ phụ kiện nhà tắm mọi người nhé. Mà mọi người hướng theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Từ căn nhà này đi ra tới bến xe rất là tiện lợi mọi người ạ. Tầng 3 của căn nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 2. Đây mọi người này, em sẽ quay qua cho mọi người nha, bởi vì nó cũng giống giống nhau ở dưới tầng 2 ấy. Nhà vệ sinh cũng thế ạ. Và đây là cái một phòng. Phòng này thì có thể chủ nhà mới có thể lắp đặt làm phòng thờ. Đây. Đấy, cửa sổ mở ra bên ngoài, đường đằng sau này rất là thoáng, đầy đủ hết ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa hết rồi. Và cuối cùng xin mời mọi người theo em lên trên tầng cuối cùng của ngôi nhà này. Giá chào bán của căn nhà này 1.950.000.000 thì với quý khách hàng có tầm khoảng tầm 700-800 triệu là có thể sở hữu cho mình cái ngôi nhà này rồi mọi người nhé. Đây chính là khu vực để máy giặt. Đây ạ. Khu vực để máy giặt khi bước chân lên cầu thang đây mọi người nha. Và đây chính là phần khu vực sân phơi. Rất là rộng, rất là thoáng, có một cái sân riêng nữa này.
Đây mọi người này, đó, rất là rộng. Và bán chủ nhà bán nhà theo hiện trạng ở trên video em hành quay nha mọi người. Nếu mà mọi người muốn về có làm thêm một cái mái hoặc là như nào đấy thì là tùy ý của gia chủ. Em xin nhắc lại một lần nữa với mọi người về vị trí của ngôi nhà, nó thuộc tổ 5, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá chào bán 1 tỷ 950 triệu. Từ vị trí căn nhà mọi người có thể nhìn giúp em về cái phần xung quanh của ngôi nhà, rất là nhiều nhà cao tầng cũng như là chung cư, các tòa chung cư. Khu ở cái ngôi nhà em ánh quay thì dân cư rất là đông đúc, gần chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học, rất là thuận tiện với những vợ chồng trẻ mà đi làm ở khu vực quận Thanh Xuân hoặc là ở trên đường Lê Văn Lương mọi người nha. Thì mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí căn nhà này, ngoài ra còn một số những dự án khác, vị trí khác và cái giá chào bán thấp nhất của bên em hiện tại là 1 tỷ 300 triệu, thì mọi người gọi cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì bấm like cũng như là đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.